chào cô chú và các bạn. Em tên là Nguyễn Minh Trí, học sinh lớp 9A4 trường Trung học cơ sở Cầu Giấy. Xin chào các bạn. Tôi là Nguyễn Minh Đức, phụ huynh con Nguyễn Minh Trí. Tôi là làm nghề kiến trúc sư xây dựng. Hồi học tiểu học thì em thấy là toàn tiếng Việt của em không được hiệu quả. Nên tham gia đăng ký học thêm nhưng mà cũng không kiến thức, cũng không tăng lên nhiều. Nên vì vậy là bố em thấy điều đó nên là đã tìm hiểu và gợi ý cho em các trang học khác nhau. Và thì em thấy học mãi là lựa chọn hợp lý nhất vì là đây là trang có truyền thống lâu năm và cùng với các thầy cô giáo nổi tiếng. Các bài giảng phong phú chất lượng cùng với các bài tập sát với đề thi cho nên là em quyết định chọn học mãi. Gia đình tôi có hai cháu, cháu lớn học lớp 9 và một cháu đang học lớp 5 cũng đều đang theo học các cái khóa học của học mãi. Riêng cháu đang học lớp 9 thì đã học của học mãi từ cuối năm tiểu học cho đến xuyên suốt mấy năm đến tận bây giờ. Tham khảo các cái khóa học online để cho các cháu và tôi cũng có đúc kết lại là cái chương trình học mãi là cái khóa học và có những bài giảng cũng như có các thầy cô dạy có chất lượng và kể cả những cháu như cháu nhỏ nhà tôi cũng có thể hiểu được. Rồi cháu lớn là những cháu có đòi hỏi những cái kiến thức cao hơn, cũng có những cái khóa học rất là phù hợp cho các phổ về mặt kiến thức khác nhau. Đó, em ấn tượng nhất là thầy Hồ Chí Quang vì là thầy có phong cách giảng dạy hài hước dí dỏm nhưng mà cũng cực kỳ chắc chắn. Và cùng với đó thầy cũng có xây dựng lại hệ thống kiến thức nền tảng, từ đó giúp em nắm được kiến thức. Với cái tính chất công việc của tôi là và bà xã là luôn bận rộn và có những cái công làm về công tác xây dựng cho nên là cũng thường xuyên phải đi xa. Cũng may mắn là nhờ có cái phần mềm học mãi, các con luôn luôn được các thầy cô giảng dạy kiến thức tốt. Khi cùng con tham gia các cái buổi học, tôi cũng để ý rất kỹ nội dung cũng như là các bài giảng của thầy cô ở trên học mãi rất chi tiết, bám theo các cái chương trình của sách giáo khoa cũng như là Bộ Giáo dục. Có một cái điểm rất là ưu việt ở mãi là các cái bài giảng thì các con có thể là xem lại nếu như mà cảm giác là chưa hiểu hoặc hiểu chưa thật là chắc. Ngoài ra sau mỗi buổi học, học mãi cũng gửi phụ huynh các cái thông báo điện tử để phụ huynh luôn luôn nắm được quá trình học tập của con từng ngày, từng buổi. Lớp thì trên có sĩ số đông, những cái lúc đó thì cái máy tính lúc được thì lúc không thì điều chuyển nó không ổn định, không thể vào lại lớp được nữa hay bị ao ra, nên là những cái bài giảng mà của cô, của thầy cô em không nắm được chọn ý. Em thấy hóa ra học mãi thì em có thể học chủ động bằng cách là trước tiên sẽ tìm hiểu trước bài và soạn bài trước khi học và sau đó là chuyển sang nghe giảng kết hợp với việc ghi chép lại bài. Từ đó dẫn đến là em sẽ tiếp thu được trọn vẹn của cái bài giảng. Bên cạnh đó là em có thể xem những cái bài giảng mà em bị bỏ dở, em có thể tôi đi tôi lại xem lại. Chính vì vậy những bài giảng trên học mãi bổ trợ cho những bài giảng trên lớp khiến em khiến việc học em trở nên là dễ dàng hơn. Qua thời gian con học online trên học mãi, tôi thấy rằng là con đã có được những kiến thức cơ bản. Và cái quan trọng là con có cái sự say mê sau mỗi buổi học. Khi so sánh các cái khóa học ở học offline cũng như là các cái khóa học ở học mãi, một điều rất dễ nhận thấy là các cái chi phí rất là hợp lý đối với bất cứ một phụ huynh nào có điều kiện hay không có điều kiện. Và cái quan trọng hơn là các con được ở nhà và trong cái giai đoạn dịch bệnh như này là cái yếu tố an toàn được đặt lên trên cao hơn. Việc thi vào cấp 3 thì em chọn thi vào trường Am để học tập tốt thì em đăng ký tất cả các khóa học của các môn trên học mãi được học trở nên là dễ dàng hơn. Theo lời khuyên của các thầy cô trên học mãi, em sẽ lên một cái kế hoạch học tập theo cho từng các môn học, đồng thời em làm các bài kiểm tra và bài tập các bài thi ở trên học mãi để em làm quen với áp lực trong phòng thi, rèn luyện kỹ năng khi làm bài và để phân bổ thời gian hợp lý khi bước vào phòng thi. Với những kiến thức em chưa nắm rõ thì em có thể hỏi với các thầy cô ở dưới video bài giảng, từ đó sẽ được giải đáp trong vòng 15-20 phút. Đối với con thì năm nay là năm lớp 9, năm cuối cấp.
chuẩn bị là bước vào một kỳ thi lên cấp 3. Đây là cũng là một kỳ thi rất là quan trọng trong cái ngưỡng cửa của một người của tuổi học trò. Thông qua chương trình học mãi, tôi cũng xin chân thành cảm ơn các thầy cô ở các bộ môn đã giúp con trong một thời gian ngắn đã tổng hợp được một cái khối lượng kiến thức khổng lồ trong cả một năm lớp 8, để bây giờ con có thể có được một cái quỹ thời gian tập trung cho những cái môn mà con mong muốn. Em tin tưởng vào học mãi, cho nên là em sẽ tiếp tục gắn bó với mãi trong 3 năm cấp 3 của em. Tôi rất an tâm, tôi sẽ cho các con tiếp tục theo học học mãi, đặc biệt là cháu lớn sẽ học học mãi trong suốt những năm học cấp 3 để con có cơ sở bước vào kỳ thi đại học khi con trưởng thành.